Anh em ơi, đến nơi rồi anh em ơi. Ôi trời ơi, ôi, đến nơi rồi. Có một bác trai bác ấy hẹn bảo ra xem xe đây. Chào anh nhá. Chào nhá. Đấy. Hạ xe xuống anh em ơi. Đây ông anh đây rồi. Việt Yên Bắc Giang kính chào anh em nhá. Trung Kiên Mô Tô kính chào tất cả anh chị em đang theo dõi Trung Kiên trên kênh Mua Bán Win. Đây, chiếc xe đầu tiên em giao cho anh cha Bắc Giang và anh đang chuẩn bị lùi đầu cho anh em ăn. Anh em đợi em xem cái xe này em giao tận nhà anh nhá, xem cái kết thế nào nhá. Quan trọng là cái kết. Anh em dọn nhà em, tình trạng thế nào, giá cả bao nhiêu, làm xong xuôi rồi. Gửi video bác duyệt qua rồi, bây giờ sao tận nhà nữa xem cái kết thế nào. Anh em đợi em nhá. Đấy mới là cái quan trọng. Xong tiếp tục một bác trai ở Thái Nguyên nữa. 11 12 giờ đêm em giao nữa. Anh em xem hai cái xe này xem cái kết thế nào ạ. Cảm ơn anh em ạ. Anh em ơi, đến nơi rồi anh em ơi. Ôi trời ơi, ôi, đến nơi rồi. Có một bác trai bác ấy hẹn bảo ra xem xe đây. Chào anh nhá. Chào nhá. Đấy. Hạ xe xuống em ơi. Đây ông anh đây rồi. Đấy. Giao chiếc xe đầu tiên nhá, anh em đỡ cái kết để em lấy cái mic ạ. Vâng anh ạ. Có ông anh cũng bảo là đây mic đây rồi. Có ông anh bảo là gửi vị trí cho ông ấy. Để ông ra ông xem con này luôn. Có gì ông nhờ dọn luôn. Vâng, đây, chờ tí. Em cho nữa ra đây xem à. Cho xin cái mic nói cho nó rõ. Đây vợ anh nhỉ. Rồi anh. Đây này bà chị. Có video mà chị. Chị có thích lên tivi không? Chị lên tivi là nổi tiếng đấy. Đây rồi, để em đây quay video cho anh này. Cầm cái mic, cầm này. Đấy, để anh cho xe xuống. Ok, à, cứ quay cả hai anh quay mặt bình thường. Đấy, ừ. Chào cảm ơn anh nhé, okay, cho mic xuống. Đấy, cho cái mic này vào nó đỡ nét. Đấy, em Hà Lam. Ok. Đẹp đấy. Anh em đợi cái kết nhá, đây là em giao xe trực tiếp. Cái biển này này, ừ. Cái biển của anh này đúng ra đây em phải ép lại. Làm lại mới tinh nữa cơ, ừ. Nhưng vì nó quá gấp. Không ok, thôi, không sao, không sao. Em chỉ ép lại thôi, vẫn ừ. Ép lại đấy. Ừ. Thế đẹp rồi. Thế này đẹp rồi đúng không? Thế này đẹp rồi. Thực ra thế này cũng là được rồi. Quan gấp, trọng là nó gấp. Gấp quá. Anh em cứ để ý cái xe này cách đây tầm khoảng một thời gian ngắn. Không dám nói thời gian nào đấy. Không người bán em. Sang tên con này biển 34 à? Từ từ để em xem nào. Biển 34 con này nhá. Em nói luôn này. Nếu ngày xưa đấy chỉ tầm hơn triệu. Nhưng bây giờ là nó đang khó khăn. Thì sang tên này từ từ ạ, để cho nó hết năm này đi. Cho nó dễ. Ừ, sang tên. Ừ, năm nay nó sang tên nó khó khăn. Con này cứ giận hai phát trừ tiền bảo rồi. Luôn luôn có video này. Ừ, okay. Giận hai phát trừ tiền. Em đang bị lỗi cái biển đây này. Ok. Yep. Bên dễ. Bên này, bên này. Bên này bê cái đít này cho em. Bê thì sao? Vì em đang bị hỏng cái biển, à, cái đít này này em chưa kịp lấy. Ok. Kêu của khách ở Thái Nguyên. Anh cho cái thang lên cho em đấy. Đấy, quay video cứ quay đi. Quay thực tế nhất có thể, chân thật nhất có thể. Tem này là tem ngày xưa, tem trước đấy. Con kia. Mình thích tem này. Đấy, rồi. Mày quá chứ, hai phát này trừ tiền đấy. Đấy. Tất cả hệ thống xin em đầy đủ nhá. Đấy. Nào, thử đi cái không? Nào, ông anh nào đi được rồi thì đi thử. Thôi lên đây thế nào? Anh nhớ là đi lên đây. Số 1 là anh biết Tiến. Rồi. Đấy, 2 3 4 lùi cho em. Anh đi xe nhiều rồi. Anh em đợi anh đi thử về xem cái kết như nào nhá. Còn em đi test hết rồi, anh cứ đi okay, vòng okay. Thôi. Ok ok. Lên đây, cho thịt ngồi lên đây. Cái này nhà mình làm cái gì đấy? Nhà anh để bán cái ngồi đây. Lên đây. Quang đường. Nào, bác Sơn ngồi cùng. À. Bảo hộ lao động. Nào ôm bố vào. Nào im. À phải đi với bố à? Ừ. À ôm bố vào. Nào đi. Bắt sân ngồi lên. Ôm vào. Ừ. Ok. Ba người là tét luôn đấy. Tét luôn. Nín ngay Lín. Nín này chưa? Ok. Quay anh đi. Anh em đợi cái kết nhá. Ôi giời. Thế anh bảo anh bảo anh còn chưa đi biết đi xe Win. Nói dối mình. Đi mua là đi về luôn mà đi thắng. À đấy ạ, nhưng mà anh mua này cao quá, anh mua sát mất 15 triệu. Thà đừng mua cái này, mà mua nhà em chỉ có 5 triệu thôi, em dọn full đấy có 25 triệu như này. Nhưng anh mua cái sát mất 15 triệu rồi, anh mất không 10 triệu ở đấy. Dọn có 20 triệu. 20 triệu của này á? Vâng. Ôi, luôn. Ôi chết đi, lại giấu à, anh đang giấu à? Thật à? Thật mà. Bằng cả một cái con xe đấy. Thế bây giờ chị mua chưa, đấy con này bao nhiêu, dối chị con này bao tiền? Con này là hơn 50 triệu. 50 triệu. À, vâng. Bây giờ làm xong công kia thì xong bán được bao tiền? Bây giờ chắc chắn là lỗ rồi. Thế vâng,
chị làm xong chị bán trả lỗ. Nhưng em chắc chắn với chị nếu mà bán lại còn đấy em bán sẽ có lãi. Vì em là người kinh doanh, em ở giữa mà, đúng không? Em trả lời có đây trả lời thật đấy. Và nếu như người khác thì sẽ nói nọ đây kia. Em thích không, em không thích nói dối. Ví dụ vì anh chị dọn con xe này lên 20 triệu, anh chị bán cho em chỉ mua 15 triệu thôi, nhưng chắc chắn về em sẽ bán là hơn 20 triệu và 30 triệu đấy. Bây giờ làm xong đã 20 triệu rồi. Thế em ví dụ cho chị nhá, bộ quần áo này. Thế là cái này bây giờ cái con xe phải 35 triệu. Đúng rồi, 35 triệu, đúng rồi. Thế là bây giờ em bán cho chị bán được bao nhiêu? Vì bán cho em chỉ mua này 25 triệu. À, thì lỗ à? Không lỗ đâu, không lỗ nhá, đấy là do anh mua cao thôi. Mua cao á? Đúng rồi. Nhà, mua cao, thì chả thế. Thôi đừng nói em nói không mang tiếng. Nhìn nghe nào. Đâu. Không, không sợ, trực tiếp không nghe đâu. Không nghe đoạn đấy đâu. Đấy anh cứ đi nhá, có vấn đề gì thì cứ... Ngon. Ngon không? Ngon. Thế tôi xin cái cảm nhận này. Giấy tờ anh cầm rồi đúng không? Ừ, giấy tờ anh cứ cầm ạ. Ok. Em cứ tiện quay có nét đọc bóng không? anh tên là gì nhỉ? Quên rồi. Anh Quang. Quay nét cả cái xe nhá, đứng ra kia nào bắt tay cái. Đây. Trước hết là em hỏi anh Quang này, vừa anh nói qua rồi nó hỏi chính thức lại này. Chiếc xe này khi anh gửi cho em nó là đồng nát sắt vụn, anh công nhận không? Ừ. Và khi thành phẩm nó mới nó đẹp như này thì em đã mang tận nhà anh. Và anh kiểm tra đi thử thì đúng như lời em nói không ạ? Ừ, rồi, ok, ngon. Có chuẩn không ạ? Chuẩn. Đấy, thế trước hết là em cảm ơn anh Quang rất nhiều. Ok ok. Chúc anh đi tốt từng bền, chúc anh vào đây sức khỏe, tài lộc bình an. Được, quá trình sử dụng. Anh em bạn bè ai mà có nhu cầu mua xe, dọn xe giới thiệu cho em. Ừ. Đấy. Okay. Đi sướng. Đi sướng không? Đi sướng. Nhưng mà nói thật anh này. Thế em hỏi câu vô tư nhá. Anh nghĩ gì mà một câu hỏi của rất nhiều người mà khi con xe của anh nó toàn đồ lô. Ừ. Toàn đồ lô thôi, anh nghĩ sao lại? Ok, được. Được cái gì? Sao lại được? Lô nó có giá trị của lô nó gì? Rồi. Tức là ý là mình kinh tế mình tầm đấy thôi, đúng không? Okay. Quan trọng là anh nhìn hết một lượt. Mướt mát như này có gì cần chỉnh đốn em không, để em về góp ý em sửa đổi xe sau không? Được, con này đi ngon rồi, anh thấy đi ngon. Đi ngon không? Đấy. Quan trọng là sao trải nghiệm nữa chứ. Đúng rồi, trải nghiệm, nhưng mà vấn đề là khách hàng mua xe mà cứ chỉ khen ngon này thôi mình cũng rất là ngại. Thà tìm về cái gì mà cảm thấy chưng nói em sẽ cố gắng tiếp phục. Cái này mỗi cái này vội là chưa làm được cho anh thôi. À đúng rồi, mỗi cái biển là chưa làm, em lại mới rồi đúng không? Okay. Cái biển này đúng ra phải em đặt cho anh mới tinh luôn rồi. Đấy. Nhưng cái này thực ra là không phải trong vấn đề tiền của em đâu. Rồi anh hiểu. Nhưng mà em vẫn tặng anh vì đấy là cái nhỏ thôi nhưng mà khách hàng rất là ok. Ừ. Anh siêu vội, siêu vip này. Thôi được rồi, ok. Vâng. Thế bây giờ anh em mình sẽ cho trong nhà đi ăn. Trong nhà đi ăn à? Ừ, để anh cho xe vứt xe nhà anh em đi. Anh lắp vào trong nhà của em cái. Đấy, em giao kèo thành công anh em nhá. Okay. Đấy, cái kết đấy anh em ạ. Anh em đợi em tầm khoảng 11, 12 giờ đêm. Em giao chiếc xe này cho bác trai ở Thái Nguyên nữa xem có thành công hay không nữa nhá. Chiếc xe đầu tiên thành công rồi. Ôi, cái này không phải buộc đâu, anh không thật. Buộc không rơi đâu. Vãi, không rơi được. À, xong quay anh xong ở nhà, quay anh xong ở nhà. À, xong xin anh cái mic như là xong. Ôi, đứng ngoài thôi. Rồi, cho em xin cái mic là xong, em tắt máy là xong. Đây. Đấy. Đẹp quá nhỉ. Chốt kèo thành công rồi anh em nhá. Chào tất cả anh em.